Quý vị đang đi cùng bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Phong cách khai trí dân tộc chỉ dựa vào sự tỉnh thức của các bạn. Và đây là phiên bản âm thanh hình ảnh chất lượng 4K. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết: Buôn người, thảm trạng cho một Việt Nam. Đây là một bài tổng hợp những cảm xúc của các tác giả Nguyễn Hà, Phong Vân, Nguyễn Đình Bộ, cùng với lời chia sẻ từ một chuyến đi xa quê hương để đến xứ người vì mưu cầu cuộc sống, nguồn từ Việt Trần, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Tiếp theo là Buôn người, một bài viết của Huy Đức được lượt trích, phát thanh viên Phước An. Vượt biên thảm trạng muôn thuở, một bài viết của Facebooker Hồn Nhiên, phát thanh viên Phước An. Làng tỷ phú, nguồn từ tin tức kênh 13, phát thanh viên Phước An. Nhà báo Ngô Trường An đi cùng với bài viết Máu lạnh, phát thanh viên Phước An. Phước An và Trần Vũ Anh Bình đang dẫn đưa quý vị đi qua bản tin ngày 31 tây tháng 10 2019 của Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Nửa thế kỷ sau ngày toàn chiếm miền Nam Việt Nam, với những lời hứa hẹn về hạnh phúc, ấm no, thì vẫn còn đó những người bỏ mạng trên con đường mưu cầu cuộc sống cho mình. Nửa thế kỷ trước, người Việt chen nhau trên hàng không mẫu hạm, thì giờ chúng ta chui rút trong những container đông lạnh với lời nhắn nhủ ám ảnh dai dứt: con chết vì không thở được. Nửa thế kỷ sau ngày cưỡng chiếm toàn miền Nam Việt Nam, tài nguyên cạn kiệt, quan chức ăn chặn cả tiền của trẻ em, họ bớt xén của cả người tàn tật hay thậm chí là người đã khuất. Ô nhiễm từ miền Trung duyên hải tới tận thủ đô, và người Việt phải bỏ quê hương đi làm vợ lẽ, ô sin, đĩ điếm, cửu vàng và cả những nghề bất hợp pháp khắp năm châu bốn bể, sánh vai với các cường quốc năm châu sau nửa thế kỷ gọi được là chấm dứt chiến tranh hay sao? Nửa thế kỷ trước, chúng ta quyết không làm tay sai cho tư bản, đế quốc, để nửa thế kỷ sau cài cắm đất, bán nhà, chui rút xứ người để bị đánh đập cưỡng bức và làm những công việc nặng nhọc hoặc phi pháp. Người Việt chúng ta chui rút từ gầm giường, bậu cửa để trốn tránh cảnh sát bên đài, đến luồn lách trong những chuyên cơ nguyên thủ để được lao động xứ Hàn. Người Việt trốn tránh từ trong tủ lạnh, trong xe hơi bên Mã Lai, đến ẩn náu trong cả các thùng container đông lạnh ở đảo quốc sương mù. Liệu còn chỗ nào mà chúng ta không thể chui rút? Sẽ có những người vô tâm, sẽ có những kẻ ăn trên ngồi chóc, hưởng đặc quyền đặc lợi, đặt câu hỏi rằng trong nước thiếu gì việc làm, sao phải làm như vậy? Vâng, những người dám ra đi, họ đã là những người bản lĩnh. Những người phải xa quê hương nghĩa rằng họ đã vô cùng đau buồn dây dứt. Những người đã cắm nhà bán đất để được làm lao động bất hợp pháp nghĩa rằng họ đã lường trước một canh bạc rủi ro, nhưng họ phải chấp nhận, bởi một lao động nông thôn thì có thể làm gì được với mảnh vườn bé xíu xiu. Họ có thể di cư đến các khu công nghiệp cách nhà cả ngàn km để làm 10 tiếng một ngày và 7 ngày trong một tuần và nhận mức lương rẻ mạt, rồi trừ hết mọi chi phí sinh hoạt, mỗi năm gom góp đủ 2 lần tiền tàu xe về quê đã tạm coi là thành công rực rỡ. Chẳng có đất nước nào gọi là ấm no hạnh phúc khi mà dân chúng phải cấm nhà cấm đất để được đi làm những công việc nặng nhọc bẩn thỉu hay thậm chí là phi pháp xứ người. Chẳng có dân tộc nào dám tự hào khi mà phụ nữ dân tộc đó được rao bán với giá rẻ mạt nơi xứ người. Lãnh đạo quốc gia vẫn cứ a dua dì hợm trong bộ áo quý tộc đuôi tôm kịch cỡm, các quý bà vẫn sang cảnh trong bộ áo dài nuột nà là hàng hiệu, nguyên thủ vẫn cứ ảo tưởng điên loạn trong đạo đức xử sai, còn nhân dân thì vẫn luôn cắn răng cam chịu vì muốn giữ nồi cơm của mình, nghẹt thở trong thùng đông lạnh hay nghẹt thở trong bầu không khí ô nhiễm hạng nhất cùng với bầu không khí chính trị độc tài cặn bã, suy cho cùng cũng là nghẹt thở. Và chúng ta đang chết dần chết mòn, chuông nào nguyện những linh hồn đau khổ bất hạnh. Chúng ta chỉ khóc khi nhà thờ bên Pháp bị cháy, chúng ta chỉ đau đớn khi đội nhà bại trận, chúng ta chỉ quen phận uất khi mua phải miếng thịt ôi thiêu hoặc ai đó dám mặc áo dài nhưng không mặc quần. Chúng ta có thể lên tiếng vì bất cứ chuyện gì, nhưng việc nguyện cho những linh hồn đồng bào tha hương thì đó có lẽ là việc dành cho nền văn minh
ta nửa vòng trái đất, nền văn minh mà năm xưa chúng ta đã từng xua đuổi. Mở đầu cho câu chuyện buồn, một thảm cảnh của dân tộc Việt Nam sau sự cố 39 nạn nhân chết trong thùng container tại Anh. Đó là nỗi lòng của Facebooker Nguyên Hà. Đó là nỗi lòng khắc lên nỗi dây dứt tận sâu trong trái tim bé nhỏ thay cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Đó là nỗi lòng muốn được một lần gọi tiếng chuông, dù rằng tiếng chuông nghẹn đắng trong nỗi đau của dân tộc, cũng chỉ để một lần được nguyện cho những linh hồn khổ đau bất hạnh nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là nỗi lòng mà mấy ngày nay chúng ta luôn bị giằn xé bởi những lời lẽ cho đó là cái thứ giá trị của lương tri giả tạo. Đó là sự khinh miệt cho những ai chỉ biết tô son trát phấn nhờ vào cái chết của 39 nạn nhân. Dù thế nào đi chăng nữa, một góc độ tình người, chắc chắn Việt Nam vẫn còn xa lắm để bắt kịp tính nhân văn của loài người trên toàn cõi địa cầu này. Để rồi khi nhìn giá trị vật chất tìm đường ra đi bằng cách không được hợp lệ, để mong muốn rằng khi qua tới xứ người, con lại khổ công lao động để mong mau chóng có được những đồng tiền bằng giọt mồ hôi nước mắt của chính con gửi về cho gia đình trả bớt phần nợ nần. Đó là nỗi đau riêng thầm kín của những gia đình có con em đi lao động nơi xứ người, mà có thể nói đây là một nỗi đau chung. Như Facebooker Phong Vân chia sẻ: "Tôi buồn lạc người lần đầu khi nghe tin nước ngoài đề cập tới 39 người bị chết ngạt và lạnh cống trong xe thùng bên nước Anh. Dù lúc đó chưa rõ họ là ai, niềm đau xót càng lúc càng lớn khi tin tức cho họ biết thêm trong số những nạn nhân này có thể có rất nhiều người Việt Nam. Lời nói đầu tiên là xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho tất cả anh chị em vừa bị bắt buộc rời khỏi cõi đời được nghìn thu yên nghỉ. Trong những ngày qua đã có quá nhiều người khác nhắc nhớ đến các anh các chị với những lời bình phẩm theo định kiến tự do rất khác nhau, nhưng hình như nguyên nhân cốt lõi của vụ việc đã không được nhiều người đề cập đến. Vì sao? Sau 44 năm thống nhất đất nước, kinh tế phát triển như tuyên truyền, mà nhiều người Việt Nam vẫn muốn bỏ nước ra đi. Người dân nghèo khó chấp nhận nguy hiểm, đánh đổi cả sinh mạng của mình để tìm cách đi chui. Người giàu có, nhiều quyền thế, lo chuyển tài sản cho con cháu chạy ra các nước tư bản du học, tìm cách xin định cư không về nước. Lỗi là do ai? Do cơ cấu toàn trị thối nát hiện nay, hay do chính chúng ta vẫn còn mắc miếu với cái gọi là thiên đường đầy tối tăm, cam phận sống cuộc đời của con cuốn chiếu? Đau buồn cho dân tộc Việt Nam, đau buồn cho những ai đang hướng về xứ sở sương mù, để ngày qua ngày nghe những tin tức và từ từ nó hé rạng 39 nạn nhân dần dần được lộ diện. Đó là những đồng bào Việt Nam mình. Và những nạn nhân này nhiều nhất ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Để rồi nơi đây chúng ta lại trăn trở với những lo âu trong sự suy nghĩ của mình về những nạn nhân xấu số. Dù một góc nào đó chúng ta muốn làm được một việc gì để có thể giúp đỡ cho những anh em, cho những đồng bào ruột thịt đã bỏ mạng nơi xứ người. Nhưng trong một cái thể chế độc tài cộng sản, chắc chắn rằng dù muốn hay không, chúng ta cũng không chạm tới được nỗi đau của những người đồng bào đã tức tưởi ra đi khi mà độ tuổi của họ vẫn còn tràn đầy niềm mơ ước. Bên cạnh đó, chúng ta lại nghĩ rằng góc độ của họ đáng thương hơn đáng trách. Thì nơi đây, một lần nữa, chúng ta lại nên khẳng định như nhà báo Nguyễn Đình Bổn đã tâm sự: nếu coi đất nước là mẹ, thì khi mẹ bị khó khăn, nghèo đói, kẻ dứt bỏ quê hương nghèo chỉ đơn giản là để kiếm chén cơm đầy hơn, có xứng là đứa con. Nếu coi đất nước là tình nhân, thì khi cái đẹp bị giày xéo bởi một tên thô bỉ, kẻ buông tay có xứng nhân tình. Tôi không nói về những người mà sống đồng nghĩa với nhu cầu vật lý, bởi tôi cho rằng với họ nhu cầu đó bình thường và nên tôn trọng họ. Dù ở trạng thái vật lý hay tính lý, chúng ta đều là con người. Một góc độ nhân văn, chúng ta phải tự suy diễn rằng đã là con người thì chúng ta có quyền mưu cầu được sống trong cái niềm hạnh phúc, trong cái niềm mơ ước dù chỉ là nhỏ nhoi trên chính quê hương mình.
Chỉ có như thế, chúng ta mới thấy được cái giá trị làm người của chúng ta trên mỗi bước chân chúng ta đi. Nhưng thật không may cho dân tộc Việt Nam, đã biết bao nhiêu năm qua gồng mình chịu sự đàn áp của chính những con người mang trên mình là dòng máu Việt. Họ ngang nhiên và mặc sức trưng diện lên cái vẻ nhân tính là sự độc ác mưu mô và xảo quyệt, để hòng lấp liếm độc lập, tự do và hạnh phúc cho quê hương này bằng sự thối nát của chính cái guồng máy họ đã tạo dựng nên. Và bây giờ, từ Trẻ Yêu Nước News xin mời quý vị đi qua những lời chia sẻ của một góc nhìn những người đã là nhân chứng trong những vụ việc tương tự đã xảy ra. Mình đi một tháng, con đường đi là bay từ Việt qua Nga, xong tập trung ở một nơi nào đó ở Nga và di chuyển sang biên giới Latvia. Ở đó, 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng thời tiết lạnh. Sau khi tay chở đến và bỏ vào đó khóa cửa lại, ăn ngủ và vệ sinh ngay tại ngôi nhà đó. Nước đánh răng thì không có, đừng nói tắm. Mỗi ngày, nó vác cho xô mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy. Lúc đầu, nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn, ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế. Ăn xong thì vứt, và hôm sau, nó chỉ mang cho xô mì tôm. Thế là không có bát ăn, bèn đi tìm lấy lại, hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ăn xong, mọi người làm vóc bếp bơ riêng uống. Ở trong nhà đó gần 2 tuần, mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét, hôi thối, vì sinh hoạt trong cái nhà tồi tàn. Xong được, nó chỉ đến nơi mới, chả biết là ở đâu. Được tắm nhưng không có nước nóng, lạnh buốt da thịt. Ăn mì tôm bánh mì. Đêm đó nó còn cho một tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác, trong đó có mình. Mới đầu nó cho ngồi xe, xong nó chạy tới gần biên giới, và chúng mình lại xuống đi bộ lội qua đầm lầy. Bùn thì lút ngang người, bơi trong bùn với cái bụng đói rét lạnh kiệt sức. Anh em đi cùng nhau và dìu nhau. Gần đến nơi thì thằng Tây Bảo bị động, lại phải bơi bùn trở về chốn cũ. Nghĩ đến cảnh quay lại 2 giờ đồng hồ chắc chết. Thằng Tây nó quay lại, thằng nào theo thì theo, theo không kịp thì nằm đó mà chết. Bò theo nó về nhà. Về đến nhà thì vật ra cả, vừa đói vừa mệt, hai cái chân thì rã rời. Nằm 2 ngày thì nó chở đi đường khác, đến nơi ở mới là cái chuồng bò, ăn ngủ cùng bò và cất bò. Hôm sau thì nó đem đi vượt biên sang nước khác, lần này là chạy để sống. Một thằng Tây dẫn đường nó nói cái gì đó mà không ai hiểu. Đại khái kiểu như nó cầm cái điện thoại Nokia trắng đen, chỉ mở màn hình cho sáng. Top 14 người chúng tôi chạy theo nó trong rừng, luôn phải sát nó và nối theo nhau. Rừng thì dày, đen tối như mực, cách 1 mét thì không thấy gì luôn. Một tay che trước mặt và cắm đầu chạy để khỏi va vào cành cây rách mặt hoặc nó đâm vào mắt. Lạc không được kêu la vì nó bảo có thằng đi sau để nhặt những ai không có sức chạy. Nó nói vậy chứ, thằng nào mà lạc thì chỉ có chết. Chạy 3 giờ trong rừng, cảm giác như chân không muốn nhấc nổi, đi theo một bản năng sinh tồn và khát khao sống sót. Gần đến biên giới, chó nó sủa, cứ tưởng nó thả cho ra đuổi, ai nấy cắm đầu chạy. Gần đến nơi tập kết, nó cho nghỉ ăn bánh mì. Lạnh, đói và mệt, lạnh đến nỗi đi tiểu còn không nổi, và tiểu luôn ra máu. Ra đến đường thì nó cho lên xe chạy về nơi tập kết. Chỗ này ăn ở thì ngon hơn. Xong ngày hôm sau chia ra để đi một cái xe ô tô 4 chỗ có cốp sau. Nó nhét 3 thằng nằm trong cốp, 3 thằng nằm ở ghế sau lái, phủ chăn, chạy không biết mấy tiếng để vào Ba Lan. Mình nhỏ thì nằm ở cốp, đau mỏi, buồn đái mà nó không cho dừng xe. Đến được nơi tập kết, xuống xe, mỗi thằng đứng một góc, mà 15 phút sau mới đi tiểu được. Rồi từ Ba Lan chia quân sang Đức, Pháp. Ai đi Đức thì đi, ai qua Anh thì đi. Mình ngồi xe đi sang Pháp. Qua Pháp, ở nơi láng trại như chuồng vịt, chắc mọi người thấy trên TV rồi. Ở đó có cai là Việt, trại tập trung ở đó có đủ các nước trên thế giới để tập trung qua Anh. Ở đây đi và sắp xếp nhảy công là do Tây đảm nhiệm hết. Cai Việt chỉ là gom người chỉ đạo ai đi hay ở và nhận quân nhận tiền ở Việt Nam. Đêm đến
thì nó chở tốt bao nhiêu người đó để ra cảng biển, nơi tập trung xe công, sang Anh. Nó xem xét biển số hoặc xác định xe nào sẽ đi Anh, và nó bẻ khóa rồi cho người vào container lạnh hay container không lạnh, công chở hàng hay container không chở hàng, nó cũng tống người vào. Nó không cần biết là mình sống hay chết, hoặc xe này chính xác sang Anh hay không. Đó là sự may rủi. Ai không lên hay làm ồn, nó đánh đập cho ở cơm. Có xe nó chẳng đi sang Anh mà nó lại đi Bỉ, Đức hoặc là về Pháp, đen cho anh nào lên xe đó lại phải đi quay lại bằng bãi nhảy tàu, trốn vé hoặc đi taxi. Nhưng may là còn sống sót và không bị bắt. Mà mấy ông cảnh sát bắt rồi thì nó cũng thả, vì nó biết là người vượt sang Anh nó không giữ, mà giữ cũng không hết được vì người đông quá. Mình ở Pháp mấy ngày thì đêm đi nhảy công. Lúc này mình đang đi gói cỏ nên đêm đến là cứ đi nhảy công, bẻ khóa khóa trộm ấy. Mình nói sơ qua đoạn đường đi từ Việt Nam sang nước thứ hai là Nga thì người Việt đón, còn các đoạn sau là do người bản xứ ở nước sở tại. Mình đến và hầu như là giáp biên giới với người nông thôn hay người tộc. Chỉ có người địa phương mới biết được băng rừng như dân tộc thiểu số ở Việt Nam vậy thôi. Khi đi mình mang khoảng 200 đô trong túi và mang theo điện thoại cục gạch cùng sim hòa mạng quốc tế. Lúc ở Nga thì được dùng điện thoại, lúc đến trại tập trung ở biên giới thì bị mấy thằng Nga ngố, bịt mắt nó thu hết. Nó bảo để nó biết ai giấu điện thoại, nó đấm không trượt cái nào. Nó làm thật đó, bọn mafia Nga mà. Hôm xe chở mình đi từ Ba Lan cùng với 7 người, 2 người đi Đức và 6 anh em đi Anh. Chở trên xe chạy sang Đức rút 2 người xuống ở chợ Đồng Xuân, Berlin, Đức. Xe chạy tiếp sang Pháp, đến Pháp là đêm. Thằng lái rút người xuống, anh em tự liên lạc với người đón, điện thoại mua ở Ba Lan. Thằng người Việt ở Ba Lan mua cái cục gạch mà nó lấy của mình 100 đô. Gọi cho người nhận hàng ra rước mấy anh em về láng. Cái lều vịt mình đi gói cỏ 350 triệu vào giữa năm 2015, nên tập trung ở trại Calais, Pháp. Lúc mình ở đó thì có mấy trại xung quanh đó nữa, nhưng chủ trại khác nhau. Bọn tay này bắn nhau giành trại như phim hành động. Nếu đi gói VIP thì ở trên thành phố Paris, Pháp, được ở hotel hoặc chung cư, được check-in sang chảnh ở các nơi. Còn mình thì đi cỏ, phải nằm láng như là cái lều vịt. Ăn uống thì anh em góp tiền cho cai Việt mua gạo đồ ăn về chia nhóm ra nấu. Lúc này nhóm mình 6 người nhập với mấy người nữa là trại có hơn 20 người, toàn dân miền Trung. Ở đó chia nhóm hay chia top để nhảy công và xoay vòng. Đêm nay nhóm này nhảy thì đêm sau nhóm khác nhảy container hoặc xe tải, hoặc xe tải nhỏ, thường là xe container. Container nó đậu ở bãi hoặc nghỉ dọc đường. Các bạn có xem thời sự chắc biết cảnh nó nhảy container như thế nào. Ở đây mấy thằng cai cũng đòi thu điện thoại. Mấy thằng này là những thằng ở Đức hay ở Ba Lan qua làm cai nhận tiền và thu người, còn sắp xếp xe đi với bẻ khóa là mấy thằng Tây. Cũng có lúc mấy người Việt đi vượt biên cả mấy tháng hoặc cả năm ở bãi kho, đi được cũng làm cai cho chủ Việt ở Pháp. Đêm thứ ba, nhóm 6 anh em đi cùng mình được sắp xếp nhảy container. Hôm đó ra bãi đổ xe ở cảng, mấy anh em xuống xe là thằng Tây lôi bò ven đường quốc lộ để tránh bị lộ, giống như chơi trò trốn tìm. Tưởng có mỗi nhóm mình ngoài cảng, ai dè ngoài đó gần cả trăm mạng ở cái trại khác cũng đi nhảy container. Tây có, ta có, đông như sắp đánh đồn địch ấy. Nằm im sát vệ đường, mấy thằng Tây đi vào bãi xem xét tình hình và kiếm xe. Nếu có xe thì nó ra báo. Đêm đó nằm đến gần sáng, không đi được nên anh em lại về. Mình ở Pháp khoảng một tuần thì sang Anh, nên cũng ít chuyện hơn. Ở đây ăn uống ok, nhưng nỗi khổ là lạnh. Quần áo có mang được theo đâu, vượt biên mà, chạy dọc đường vứt hết. Chỉ mặc trong người bộ đồ, trong ba lô có thêm bộ nữa, có cả củ sâm mang theo đi đường để lấy sức. Quanh quẩn ở đây và trong bãi đánh bài quỳ cho khuây,
đêm đến ngóng tin mấy tốp đi nhảy, sáng mà chưa thấy ai về, tức là đã nhảy được xe và chờ tin đã sang Anh hay lạc trôi sang nước nào rồi. Vì xe thì biển số Anh thật, nhưng nó đang chở hàng đi Pháp hay đi Bỉ, Đức hay quay về Anh. Có hôm tốp nhảy rồi thì sáng ra nó bảo xe chở hàng lên Paris, thế là lóc ngóc đi tàu về hoặc taxi. Taxi mất khối bạc nhưng cũng phải về, thằng cai trả tiền. Hôm sau nó tính vào gói đi ở nhà, phải bắn tiền cho chủ nậu ở Việt Nam. Gói đi đa số là đi đến đâu đóng tiền đến đó. Ví dụ làm thủ tục lúc đầu là 50 triệu, bao gồm vé sang Nga, sang đến Ba Lan đóng tiếp, sang đến đây là 50% đường, sang đến Pháp đóng thêm tiền, đến đây là 90%, sang đến Anh là ở nhà chồng nốt tiền. Ở đây bọn Tây nó rất là ok với người Việt, vì người mình làm món hàng ngon nhất, tiền đi bọn nó được ăn nhiều hơn mấy nước khác như Syria, Albania và các nước Trung Đông đang xảy ra chiến tranh chạy loạn. Nói chung nó tôn trọng người Việt mình. Ở trại có đánh nhau, bắn nhau, thằng nào đến giành bãi là bắn nhau, xác nó ném xuống hồ, sống không cho ai biết, chết thì cá ăn. Mình chả có tiếng nói ở bãi, chỉ có tiền. Nó được nằm ngủ trong các container, còn mình thì nằm láng. Mãi sau nó thu xếp cho một cách không để ở, mà vẫn hãi ở chỗ đêm đến mấy thằng Tây nó uống rượu, hút cỏ phê phê, nó vác súng ra chơi nó. Nó bóc một thằng dí súng vào đầu cũng té đái. Ở được mấy hôm thì nhóm mình lại chạy để nhảy container. Đêm đó đi cũng là 6 anh em. Ra nằm bãi được một lúc thì thằng Tây lôi ra đường bảo có một xe, xe này là xe tải chở mấy cái ô tô con, bên trên xe không phải là xe công, trên xe đó chở mấy cái xe con mới để đi qua Anh. Thằng Tây trèo lên bẻ khóa cửa ô tô con, nó bẻ ba xe cho bốn người lên nằm trong xe con đó. Đen cho mình là mình đứng sau xếp hàng, mà mình đứng thứ năm nên không lên được. Đêm đó bốn người đi lọt sang nằm bãi biển và gọi điện về cười với mình. Đen cho mình không thì hôm đó qua sớm rồi, lo cho xong bốn người thì nó bảo rút về. Về láng báo cáo với cai là đi được bốn người. Đêm anh em tám chuyện bảo chắc là sang được, nếu xe sang Anh vì xe đó ngon không bị kiểm tra, lại được nằm trong xe y như đi VIP. Hôm sau mình được đi tiếp ghép vô với mấy nhóm khác, nhảy cỏ thì đêm nào cũng nhảy, hên xui ai qua được thì qua. Sáng hôm sau nghe cai bảo anh em đi thì nhớ mang theo quần áo cho nhiều, vì lỡ gặp cong lạnh thì mặc vào cho nó ấm. Thế mới nói nhảy cong lạnh là chuyện bình thường nhé. Sáng ra mình đi ra cổng xem có ai vứt quần áo cũ ngoài cổng trại không, thì hốt hết về mặt và chia cho anh em. Ở đây người bản xứ hay mang theo quần áo với cơm cho những người trong trại. Cứ thứ bảy là người trong hội nhân đạo có sơ là người Việt Nam mang đồ ăn đến chia cho mọi người, có hoa quả, bánh kẹo, bánh mì, và đem ô tô đến chở cho mọi người đi tắm nước nóng vì trại không có nước nóng, có mỗi cái giếng khoan tắm nước lạnh thấu xương. Họ mang cơm đến thì mang tô bát ra xếp hàng cùng với tay đi lấy đồ ăn, nhìn như gì gì ấy rất là hay. Mình có chụp vài cái ảnh ở đó mà để trong điện thoại rồi mất tiêu. Cơm tay nóng không tài nào ăn được, gạo nó luộc sườn sườn chan với cái nước gì lởm tởm không ăn nổi, chỉ ra lấy bánh mì và quần áo mặc thôi. Đêm tiếp theo thì mình nhảy container. Tóp đi lần này có cả tay ta lẫn lộn. Tóp mình đi thì 10 người và cả tay thì không rõ. Địa điểm đến là một bãi đổ xe khác không gần cảng. Đêm tối lò mò nhưng cũng biết nó gần cánh đồng thì phải. Ra đó nằm bẹp xuống đất chờ mấy thằng Tây đi ngắm và chọn xe. Anh em lại gặp người Việt ở trại khác cũng ra đây để nhảy. Không được chuyện là hôm qua có bắn nhau bên trại đó, một thằng Tây ngõm trại nó bắn nhau giống như kiểu tranh giành địa bàn ấy. Đợi được lúc thì thằng Tây của trại mình ra kêu có xe phải đi vào. Quần áo mình mặc dày, hai quần áo chỉ 4-5 lớp, vì nghe những người ở đó bảo nhảy gặp cong lạnh lắm, chứ có biết cong lạnh như thế nào đâu. Vào bãi xe
mấy thằng Tây nói xì xồ gì đó, đại khái là đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đứng chờ sau xe nó bẻ khóa mở cong. Mở ra thì gặp cong này là cong trống không có gì. Một thằng Tây trèo lên trước và một thằng quỳ xuống, quỳ một chân ấy. Còn chân kia nó làm bực cho người khác dẫm lên để trèo lên cong, vì container không nó sẽ rung lắc sợ thằng lái. Nếu nó còn nằm trên đầu xe nó sẽ nghe thấy. Đang cho một anh Việt trèo lên ầm ầm, thằng Tây nó nóng mặt lên thùng rồi, nó lôi xuống đấm đáp ùn ùn hừ hừ với Hà Hà, nghe xót đến cả ruột. Nó đập ác lắm vì lên như vậy lộ hết. Đến lượt mình thì mình lên rất là nhẹ nhàng, không thôi thì nó đấm cho ốm luôn. Lên xe hết mà cũng chẳng đếm được bao nhiêu mạng, cái cong không chứ tầm khoảng hơn 20 mạng gì đó. Vào hết đó nó đóng cong lại, không được ho he gì, ai ở đâu thì nằm yên đó không bị lộ. Chừng một tiếng thì ra bên ngoài, nghe xì xào gì thì mình không biết, nếu nó nói tiếng Việt thì hiểu. Được lát yên ắng thì nghe tiếng xe nổ máy, chờ mãi không thấy chạy, nhưng lại thấy tiếng máy và gió lạnh vào cong. Ai cũng run lên lạnh vãi nồi. Được lúc thì tắt rồi mở, lại tắt rồi mở, mà xe thì không chạy. Bên trong thì im thin thít, không một tiếng ho hay tiếng thở vì sợ lộ. Chờ mãi chờ mãi, khoảng thời gian đó nó lâu rất là kinh khủng. Chờ đến sáng thì bên ngoài lại nghe tiếng người nói rôm rã hơn cả tiếng lạch cạch mở cửa xe. Lúc cánh cửa mở ra thì thấy thằng Tây nó nhe răng cười, phía sau có hai xe cảnh sát Pháp. Nó ra hiệu xuống xe hết. Rồi thằng cảnh sát nói cái gì đó cho thằng Tây đi trong nhóm. Cứ tưởng quả này bị tóm, ai dè nó thả ra hết và chỉ đường cho về trại. Lúc đi về mấy anh em kháo nhau là đi theo mấy thằng Tây trong trại để nó dẫn đường về. Rồi lại kháo nhau cảnh sát nó không thèm bắt, vì nó biết và hiểu quá rõ nhóm này làm cái gì và muốn nhảy cong đi đâu. Nó quá quen với cái cảnh này rồi nên nó không còng. Đi bộ từ bãi đổ xe về trại mất khoảng 2 giờ, nhưng vẫn còn may hơn là đêm đó nhóm Tây khác cũng ở trong trại. Đêm đó nhảy vào cong lạnh chở cá, đi được đoạn lạnh không chịu nổi đạp thùng. Lúc này mình cũng chưa hình dung ra cái cong lạnh là như thế nào. Nghe cai của mình kể lại, đêm cả nhà kia kéo thêm đứa bé 5-6 tuổi gì đó cùng đoàn đi, có mang cả chăn phòng thân nữa, nhưng lạnh quá không ai chịu nổi mới đạp thùng. Anh em lúc đó không hình dung được sự nguy hiểm của cong lạnh nên cứ tiếc hùi hụi, bảo là cong ngon đi chắc chắn lọt, vì cong lạnh nó không kiểm tra. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ không nhảy tiếp vì đêm qua mọi người đã nhảy và sáng đi bộ về mệt nên không nhảy nữa. Nhảy cỏ thì thời điểm đó lúc nào cũng nhảy, nhảy chán thì thôi. Khi nào bắt đầu đêm thì đi nhảy là mình gọi về nhà báo cáo cho người nhà biết, và cũng gọi để cho bố mẹ thắp hương phù hộ cho lọt. Về đến trại mình gọi cho bố mẹ báo cáo là không lọt, rồi bảo mình sẽ đi VIP nên nói với bố mẹ là chuẩn bị thêm tiền để sẵn sàng đi VIP nếu có xe. Đi VIP theo như mình biết lúc đó sẽ ăn rơ với cánh lái xe, thông đồng với nó để nó chở mình đi. Bằng cách nào thì mình sẽ nói sau đây, còn có cách khác thì mình không rõ nhé. Mình gọi về báo bố mẹ như thế vì trước đó mình cũng dặn cai là để em một suất đi VIP. Nếu có chuyến đi VIP thì số tiền sẽ đắt gấp đôi cả số tiền mình đi, tức là tổng mình đi sẽ mất hết 700 triệu. Chiều hôm sau mình đang ngủ thì cai bảo có xe VIP, em có đi không? Mình bực dậy nói em đi luôn. Cai bảo thế gọi điện về nhà chuẩn bị tiền đi VIP, lát sang đến nơi chồng luôn, hoặc bắt chồng trước cũng vì vội quá nên mình gọi báo gấp nên bố mình cũng khó xoay tiền, cũng thương con nên bố mẹ bảo cứ nhảy đi đi, bố mẹ xoay được ngày mai con sang đó là có đủ. Rồi mình báo cai xong chuẩn bị đồ lên xe. Nói đồ cho vui chứ đâu có gì đâu ngoài bộ quần áo đang mặc, một cái điện thoại mua Samsung rẻ mạt mua được của người trong láng, chỉ là vào mạng. Lúc ở trại này bố mình có chuyển cho người nhà cai ở Việt Nam thêm 200 đô để mình ở đây có tiền chi tiêu, và cai ở bên này đưa tiền cho mình. Mình chuẩn bị đi thì cai bảo có thằng nó lại giành đi chuyến này, nó bảo mình nhường nhưng đen cho nó
là nó đang đi chơi ở Paris nên không về kịp. Thế là mình lên xe ô tô với thằng Tây cùng với một thằng em trong trại ra chỗ hẹn. Để đi VIP, ra chỗ hẹn, thằng Tây đưa tiền luôn cho lái xe, không biết là bao nhiêu, và nó nói gì đó. Hai anh em lên xe công, nằm trên gác trong cabin lái xe, và nó ra hiệu im lặng, ra hiệu không được đi vệ sinh. Mình nằm trên xe im thinh thích. Xe qua cửa kiểm tra ngon lành và lên phà sang Anh. Sang đến nơi, biết xe đang chạy ra khỏi phà thì mình mừng lắm. Thằng lái xe chở mình đến điểm hẹn, rồi thằng Tây khác đến đón mình về nhà nó, để chờ đường dây đến đón và trao tiền. Trao tiền mới thả người. Ngày sau có người đón mình, và mình được người quen đón về ở và học nails. Sau này là cái nghề mình kiếm tiền. Mình là người rơm không giấy tờ. Câu chuyện về hành trình mình sang Anh là chỉ có vậy. Có những người làm visa bay sang một nước nào đó thuộc châu Âu, và từ đó đi tàu hoặc xe qua Pháp, và từ Pháp qua Anh. Đường từ Pháp qua cũng có nhiều hình thức, chứ không hẳn là nhảy container. Có thể là xe bạc hoặc là các loại xe khác. Khi biết sang được Đức Anh, có thể bị bắt ngay tại cảng và bị trả về Pháp, hoặc vào sâu được vào nội địa thì đập xe cho tài xế biết để nhảy xuống và trốn liên lạc với người thân ở đó. Có thể sang bị bắt đưa vào trại tị nạn. Có người già tróc rồi cũng khai được trẻ con để được tay nuôi ăn học, và sau này có GT. Đa số sau này toàn khai trẻ con và xin tị nạn chính trị, tôn giáo. Có những con đường lòng vòng tận Trung Đông, đêm nằm nghe tiếng súng đi bộ, cưỡi ngựa trên những con hẻm treo leo vách đá. Có những con đường ở châu Âu mùa đông, biết bao nhiêu người bỏ mạng trong rừng, chết mất xác. Cũng có những con đường bay thẳng vào Anh và trốn. Nói chung, muôn vàng muôn vẻ, khổ có, sướng có. Và có những người sang đây rồi cũng bỏ mạng, bệnh tật, hoặc đi ba sàn sóc thuốc chết. Đi ba bên này, năm nào cũng là một hai mạng. Và lời cuối cùng mình nói là câu chuyện của mình là do chính mình trải qua, không có mục đích gì khác, chỉ mong các bạn đọc và biết được phần nào đó thôi. Một lần nữa, mình mong các bạn đừng đem câu chuyện đi đâu cả. Mình không muốn chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện này. Chúc các bạn vạn sự như ý. Nguồn Việt Trường. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn, nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tâm phản cần 50% đình công bãi thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã từng buôn người, trục lợi trên xương máu người Việt chạy trốn Cộng sản ra sao?
Thật ra trong quá khứ, sau 30 tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã từng buôn người hợp pháp, mang về cho họ những khoản kết xù. Mời quý vị theo dõi một phần được lược trích trong tác phẩm Bên thắng cuộc của Huy Đức. Đi bán chính thức hay phương án 2, sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Cộng ngày càng tăng cao. Trung Cộng lên án Việt Nam đàn áp Hoa Kiều và muốn đem Hoa Kiều về nước. Trong khi đó, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam coi người Hoa là đạo quân thứ 5 và muốn tư kế tự kế để trả người Hoa về với Trung Cộng. Thêm vào đó, chính sách cải tạo công thương nghiệp đã đẩy người Hoa Chợ Lớn đi đến chỗ Khánh Kiệt và họ quyết định vượt biên thay vì về với Trung Cộng, mà với họ không khác gì xuống địa ngục. Người Hoa ra đi ngày càng nhiều, chết trên biển cả rất nhiều, Việt Nam bị thế giới lên án. Để đối phó, Việt Nam tổ chức cho họ ra đi bán chính thức, người Cộng sản gọi là phương án 2. Ban đầu xem ra đó là một chủ trương thiện chí. Phương án 2 là kế hoạch tuyệt mật phổ biến miệng, chỉ có bí thư, chủ tịch và giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh biết. Sau này kế hoạch này được thực hiện ở các tỉnh thành phía Nam. Đó là chủ trương đưa đối tượng ra khỏi điểm nóng. Đối tượng ở đây là hàng triệu người Hoa, chủ yếu sống ở Chợ Lớn. Theo đó, công an thu 8 đến 10 lạng vàng cho đầu người, rồi dùng tiền để mua tàu hay đóng tàu, tổ chức bến bãi, rồi đẩy họ ra biển với cam kết không bắt tàu trong lãnh thổ Việt Nam. Mặt trái của phương án 2, khi những thuyền nhân đã đến các trại tị nạn an toàn thì phương án 2 không còn giấu được thế giới. Thủ tướng buộc cho dừng vào tháng 12 năm 1978, rồi phải dời sang tháng 5 năm 1979 do số tàu đã đóng cả trăm chiếc từ vàng thu của các thuyền nhân. Phương án 2 bắt đầu biến tướng, người Việt với giấy tờ của người Hoa ra đi rất nhiều, các tỉnh không có bờ biển cũng xin được làm phương án 2. Thấy phương án 2 ngoài tầm kiểm soát, ngày 20 tháng 3 năm 1981, ông Trường Chinh, chủ tịch nước đã cho lập ban kiểm tra 69 với mục đích chính là kiểm tra việc thu vàng. Kết quả điều tra của ban 69 khác xa với báo cáo của Bộ Nội vụ đã cho thấy phương án 2 đã làm hư hỏng công an Cộng sản rất nhanh chóng. Theo ban 69, từ tháng 8 năm 78 đến tháng 6 năm 79, có 533 thuyền ra đi mang theo 134.322 người, thu được 16,181 ký vàng, tương đương với 16 tấn. Chưa kể ngoại tệ, nhà cửa được đóng thay cho vàng, có 105 sĩ quan công an bị kỷ luật, tất cả các tỉnh đều mắc tội gian lận và lập quỹ đen. Nghiêm trọng nhất phải kể đến tỉnh Minh Hải giấu 48,195 lượng, Cửu Long giấu 28.000 lượng, Nghĩa Bình giấu 27.000 lượng, Phú Khánh 10.987 lượng. Công an các tỉnh thu vàng nhưng bội tín, làm nhiều người mất cả vàng và cả nhà khi theo đuổi phương án 2. Số người này lên đến 18.435 người. Phương án 2 chỉ thực sự phá sản khi công an giao cho các thuyền nhân những con tàu không an toàn, nhét vào đó số lượng quá tải trọng của con tàu. Tàu chìm ngay khi vừa rời bến, làm hàng trăm người chết. Đắm tàu cát lái là một trong trường hợp tiêu biểu của một kiểu buôn người có giấy phép. Tang thương cát lái. Một ngày thứ Bảy giữa năm 1979, cảng cát lái bất thường với hàng trăm công an canh gác nhiều vòng trong và ngoài cảng. Bên trong, một con tàu dài 30m, rộng 10m, 3 tầng, sáng bóng vẫn còn mùi sơn mới. Tàu này nguyên thủy là một chiếc tàu kéo với khoang chứa đá để giữ thăng bằng được thay bằng khoang chứa nước. Cấu trúc các khoang được thay đổi để chứa được nhiều người nhất có thể được, máy được thay thế mới để tăng sức kéo. Người đóng tàu dường như chỉ quan tâm đến khả năng nhét đủ số người chứ không tính toán khoa học về tải trọng của tàu và sự cân bằng khi hoạt động. Đúng giờ hẹn, đám đông đã nằm suốt đêm tại cảng bắt đầu sốt ruột và tiến về con tàu. Người trưởng tàu bắt loài điểm danh. Chỉ chờ như vậy, đám đông lũ lượt nhanh chóng tràn xuống tàu. Với khoảng 280 người, con tàu ngay lập tức mất ổn định. Những thuyền nhân ngồi khoang dưới không chịu nổi nóng bức, khó thở đã leo lên trên mui, làm cho con tàu thêm chao đảo. Tất cả những người ngồi trên thuyền, kể cả thuyền trưởng không có kinh nghiệm sông nước, bắt đầu hoảng loạn tìm đường thoát ra khỏi tàu. Con tàu chúi mũi xuống và từ từ cắm sâu vào trong bùn ở đáy sông. Những người ở tầng 1 và tầng 2 không có đường thoát, tiếng thét gào trên thuyền, tiếng kêu cứu bất lực trên bờ tạo nên một âm thanh thê lương bao trùm một vùng quê yên bình. Để rồi thoáng chốc, chỉ còn lại những tiếng khóc nấc nho nhỏ của những cư dân sống rải rác trên bờ sông Cát Lái. Hết rồi,
chết hết cả rồi. Nhà cầm quyền lúc đó đã cho điều hai cần cẩu 60 tấn từ Vũng Tàu vào. Sau 2 ngày di chuyển và 3 ngày vật lộn, cần cẩu đã kéo con tàu xấu số lên khỏi mặt nước. Và cũng từ đây người ta biết chính xác có 227 người chết và hơn 40 người trở về từ cõi chết. Nhưng tất cả những người mất trí trước thảm kịch gia đình, xác chết nối tiếp xác chết, dãy hòm gom vội khắp nơi cũng mùi tử thi. Người ta phải thốt lên: ai đã đem một Tết một thân nữa đến với người dân Sài Gòn hiền hòa? Những người khâm liệm kể rằng trong số xác được vớt lên, người ta thấy có 4 người mẹ ôm chặt con mình trong lòng như những nỗ lực cuối cùng, với hy vọng giữ được con thơ để hai mẹ con cùng nhau đoàn tụ ở bên kia thế giới. Trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, những người khâm liệm đã để cho hai mẹ con yên nghỉ cùng nhau trong một cổ quan tài khô lạnh. Tất cả những người xấu số đã được an táng tại một khu đất cách cầu dòng Ông Tố 500m. Phương án 2 không chỉ có một cát lái bi thảm. Theo báo cáo của ban 69, chỉ trong vòng một năm có 9 tàu chìm làm chết 902 người khi những con tàu này chưa ra khỏi phao số 0. Thử điểm lại vài trường hợp đau lòng: Bến Tre có một tàu chìm với 54 người chết, Long An có một tàu chìm với 38 người chết, Nghĩa Bình một tàu chìm với 78 người chết, nhưng khủng khiếp nhất là Tiền Giang có 3 tàu chìm với 504 người chết. Nguyễn Tuấn Khoa, lược trích tham khảo bên thắng cuộc Huy Đức năm 2012. Bức tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Vượt biên thảm trạng muôn thuở trong chế độ cộng sản, bài viết của Hồ Nhiên. Sự kiện 39 người bị thiệt mạng trên đường đi vượt biên, xin lỗi, tôi phải gọi chính xác danh từ này vì bản chất của sự việc hoàn toàn đúng với tên gọi của nó. Từ Việt Nam qua Trung Quốc, rồi qua Pháp, rồi lại qua Anh, trong thùng container đông lạnh dưới 25 độ âm đã làm chấn động không chỉ ở nước Anh mà còn lan rộng ra khỏi cả thế giới. Chợt nhớ tới những thuyền nhân đi vượt biên tị nạn cộng sản trên những con tàu mong manh bé nhỏ. Họ biết rằng bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ ở phía trước, nhưng họ vẫn ra đi. Đâu chỉ một hay hai con tàu vượt trùng dương ra đi tìm đất hứa đâu, mà hàng ngàn, có khi hàng vạn con tàu như vậy, mang theo những con người Việt Nam yếu đuối, trong đó có cụ già, có bé thơ, có những cô gái tuổi vị thành niên vừa rời khỏi ghế nhà trường. Họ khao khát tìm cái gì mà không sợ sống chết đến như vậy. Xin thưa, đó là tự do. Tự do là một cái gì xa xỉ đối với những người sống trong quốc nội. Tự do không ai ban cho mà có. Tự do được đánh đổi bằng sinh mạng, bằng tiền bạc và có khi là cả trinh tiết đối với phụ nữ. Mà thực tế, những người lắm bạc nhiều tiền mới có khả năng mua tự do bằng cách này. Chứ dân nghèo thì đành phải ở lại để chịu kiếp sống dân đen tủi nhục. Nhìn ra thế giới, có nước nào như nước mình sau năm 1975 bỏ nước ra đi hàng loạt không? Tôi nghĩ chỉ có những nước độc tài mới lâm vào hoàn cảnh giống Việt Nam, như Miến Điện, Lào hay Bắc Hàn. Tôi không cho rằng đó là một bài toán khó như một số người đã nói. Bài toán này rất dễ giải đáp và cần sự đồng lòng của những ai có lương tri. Tôi được biết một số nạn nhân trong 39 người vừa qua, có người từng là dư luận viên cuồng đảng, binh vực cho chế độ rất hăng. Và trước cái chết của họ, có những người phản hồi vô cùng phản cảm, như comment dưới đây. Cũng là phe, cùng phe dư luận viên với nhau, sao họ lại viết những lời tàn nhẫn đến như vậy? Dù gì cũng một kiếp người, nghĩa tử là nghĩa tận, sao lại bán bổ linh hồn người đã chết? Chỉ vì những người này không chấp nhận cuộc sống dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa. Vì chắc những người đó có phải là đi trồng cần sa hay không? Trong khi những người dân Anh, họ không cùng màu da, không cùng dòng máu mà còn biết thương cảm, thì những dư luận viên của đảng phát biểu như vậy đó. Thật sự tôi không buồn họ, mà tôi buồn và lo cho cái dân tộc này sớm muộn gì cũng biến thành những con người robot vô cảm do cái cơ chế cộng sản tạo nên. Thử đặt mình vào tâm trạng của những bậc cha mẹ, thấy con mình nằm chết lạnh cống trong xe đông lạnh, và bên cạnh đó phải nghe những lời nói cay nghiệt như trên. Tôi và các bạn sẽ như thế nào? Các bạn tự hào là được sinh ra trên vùng đất của Bác Hồ,
người đã có công giải phóng đất nước ra khỏi tăm tối của thực dân phong kiến và của đế quốc Mỹ xâm lược. Thế mà người dân xứ này lại không chịu an phận ở yên lo nghèo, lại bỏ nó mà tìm đến các xứ tư bản giải chết, để rồi lãnh nhận những cái chết bi thảm đau xé lòng những người thân như vậy. Thế các bạn có bao giờ suy nghĩ và đặt câu hỏi tại sao họ phải ra đi không? Sự ra đi của 39 người nói trên, cũng như sự ra đi của nhiều thế hệ trước, đều minh chứng cho sự bất tài của chế độ hiện tại. Và họ mặc nhiên công nhận với thế giới là người dân sống trong xã hội chủ nghĩa không hề có hạnh phúc như báo đài đã rêu rao. Tôi đã từng nhỏ nước mắt khi đọc bài thơ Em bé Việt Nam và Viên sỏi của anh Trần Trung Đạo. Bài thơ phản ảnh rất đúng với hoàn cảnh đất nước mình ngày ấy. Chắc chắn anh đã cảm tác mà viết ra dựa trên một sự kiện có thật, mà em bé trong thơ có thể bây giờ là một phụ nữ con đàn cháu đóng rồi cũng nên. Với hoàn cảnh em bé này, chúng ta có thể hình dung ra thiên hình vạn trạng, những tình huống bi thương khác nó lởn vởn trong tâm trí của những người thuyền nhân còn sống sót. Đã không có biết bao nhiêu gia đình ly tán, con mất cha, anh mất em, mẹ mất con, vợ mất chồng. Nước mắt sẽ không bao giờ ngưng chảy bởi những thảm họa, thảm nạn vượt biên đến bây giờ cũng chưa chịu chấm dứt. Người ta có thể né tránh không nói đến một chủ nghĩa, một chế độ, một nguyên do dẫn đưa đến thảm nạn vượt biên, nhưng người không thể không nói tới những sự hiện diện của các thuyền nhân đang sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngay cả trong guồng máy của Đảng Cộng sản vẫn có những người vượt biên bằng hình thức này hay hình thức khác, chung quy là muốn tìm tới những nước có luật lệ rõ ràng, một xã hội văn minh, nhân quyền được tôn trọng và chí ít cũng có cuộc sống no đủ và căn bản hơn. Đúng không hả các bạn dư luận viên? Cho nên đừng có rủa xả những nạn nhân trong 39 nạn nhân vừa qua nữa. Hãy nhìn nhận vào thực tế, chủ nghĩa cộng sản nay đã lỗi thời, cần phải nhổ nó đi. Đừng cho rằng tôi cực đoan hay quá khích. Sự thật nếu các bạn chịu khó nhìn lại, không một nước dân chủ nào chịu vượt biên sang các nước cộng sản cả. Minh chứng cho điều ngược lại đi, nếu các bạn có khả năng. Hãy thích theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Làng tỷ phú được xây bằng máu và nước mắt. Xã Đô Nghĩa, Yên Thành, Nghệ An, nơi khiến nhiều người choáng ngợp khi đặt chân đến bởi những ngôi nhà bề thế xây theo kiểu biệt thự nhà vườn mọc san sát nhau. Đây cũng là địa phương được nhắc tới là một trong 10 xã giàu nhất tỉnh Nghệ An, hay được nhiều người gọi với cái tên thân mật là làng tỷ phú. Hỏi ra mới biết, đại đa số những ngôi nhà sang trọng ở đây được xây dựng từ nguồn tiền đi xuất khẩu lao động gửi về. Bà Liên ở làng Phú Mỹ có ngôi biệt thự 2 tầng rộng vài trăm mét vuông cho biết, hiện có 4 người con và 1 người cháu đang đi xuất khẩu lao động. Hàng tháng các con gửi tiền về để cho bà sinh hoạt, đổi lại bà phải đang trông tất cả các 4 đứa cháu nội ngoại để các con ra nước ngoài làm việc. Trước đây, người dân ở xã Đô Nghĩa luôn tự hào về những danh xưng mọi người đặt cho mình. Nhưng từ khi xảy ra việc 39 người tử vong ở Anh, nhất là ở xã Đô Nghĩa, cũng có ít nhất 3 trường hợp nghi có mặt trên chiếc container. Đó thì không khí u ám bao quanh khắp làng xã. Các căn biệt thự không rộn vang tiếng cười như trước, bởi nhiều gia đình đang có con em ở trời Tây không biết ngày mai sẽ ra sao. Theo chia sẻ của những người đã đi xuất khẩu lao động về, để có được đồng tiền, họ bỏ biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu, và đánh cược cả tính mạng mới có được. Bởi sang Anh, Pháp, Đức cũng chỉ là đi làm thuê mà thôi. Công việc của họ chủ yếu là làm nông ở các trang trại, rửa bát thuê, bồi bếp, phụ bàn, thậm chí là đi phụ hồ. Với những người nhập cư trái phép, họ có thể bị bắt và trục xuất bất cứ lúc nào. Thậm chí, họ còn bị đánh đập bởi người bản địa, chủ thuê vì những người này nắm thóp điểm yếu. Lao động đi nước ngoài bằng con đường không chính ngạch đang được nhiều người lựa chọn. Sức hút từ tiền tươi rất hấp dẫn, tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng.
Chúng ta không thể phê phán hay chỉ trích ai khi họ lựa chọn ra đi vì mưu cầu cơ hội đổi đời để bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hơn hết, những người đi lao động nước ngoài kiếm được tiền về cho người thân, gia đình cần nói rõ những rủi ro, nguy hiểm đang chờ đón trước mặt để cảnh tỉnh người thân, giúp họ biết rõ những nguy cơ sắp tới trước mỗi lựa chọn. Bài viết được đăng trên nguồn tin tức kênh 13. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Máu lạnh, tôi luôn luôn tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, tuy nhiên cũng không thể chấp nhận phản biện của những kẻ vô lương tâm, không xứng đáng làm người khi bày tỏ ý kiến về những đồng bào ruột thịt của mình đã bị chết ngạt trên chiếc xe container ở Anh. Xin trích một status của cựu giảng viên đại học giao thông vận tải có nickname Kiều Hải. Đời có chơi có chịu, không ai bắt đồng bào leo lên đó cả. Chấp nhận đổi đời thì phải chấp nhận cả phương án qua đời. Thiên di cho lắm vào rồi bây giờ bắt chính quyền nghe chửi, bắt chính quyền phải vận tải về nước chôn. Sau hàng loạt các status đông nước mắt thì đúng là quy trình sẽ là các hội từ thiện đề ba vận hành quyên góp cho người thân chôn cất. Và bên dưới là bình luận của thạc sĩ Lê Quốc Trung có nickname Jack Lee, hiện đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhất trí, tôi đi làm đóng thuế, đéo phải lấy tiền ra chôn mấy cái xác đấy, vứt mẹ ra biển như hồi xưa vượt biên ấy. Thiết nghĩ, bọn này dù chữ nghĩa đầy mình, nhưng không hiểu được câu tục ngữ, một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ là gì, bài viết của Ngô Trường An. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa, không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài, không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bất tuân dân sự